Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Trường Đại học Ngoại thương đã chính thức đưa không gian sáng tạo số đi vào hoạt động, tạo cơ hội để sinh viên được trải nghiệm và ứng dụng thực hành sát với những yêu cầu thực tiễn đang đặt ra ở thời đại 4.0 này. Chuyển đổi số trong giáo dục là xu thế tất yếu. Chúng ta có thể thấy rất rõ thời gian vừa qua, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, toàn ngành giáo dục đã triển khai dạy và học trực tuyến một cách chủ động, đạt hiệu quả. Những không gian trải nghiệm và sáng tạo số được đưa vào hoạt động chào đón sinh viên trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết dài chống dịch một lần nữa khẳng định quyết tâm chuyển đổi số mạnh mẽ của các trường đại học. FTU MB Digital Hub, không gian sáng tạo số tại Trường Đại học Ngoại thương là bước đi đột phá đưa công nghệ số vào giảng dạy, bắt kịp xu thế của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Các thầy cô giáo và các em sinh viên ngành tài chính ngân hàng, kinh tế của nhà trường đã được trực tiếp trải nghiệm các ứng dụng công nghệ hiện đại của dịch vụ ngân hàng như thẻ phi vật lý hay cho vay online siêu tốc, chuyển tiền không cần tài khoản, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI để nhận diện khuôn mặt trong định danh khách hàng trực tuyến, để số hóa tài liệu. Trong không gian mở này, các em sinh viên cũng có thể ứng dụng cho nhiều nội dung môn học khác như fintech, khởi nghiệp sáng tạo và tài chính cá nhân ứng dụng. Thì em cảm thấy đây là một không gian rất là mới và sáng tạo của trường, thì em cũng thấy rất là vui khi mà mình có một cái nơi để mình có thể đến học. Không gian, về không gian thì cũng khá là đẹp. Ngoài ra là về tiện ích thì chúng em có thể trang bị kiến thức mới, chúng em có những cái phần công nghệ chúng em có thể học hỏi, cũng như là nó có các cái trang thiết bị để chúng em có thể trải nghiệm và hiểu thêm về fintech. Với sự hỗ trợ của MB thì vừa rồi Trường Đại học Ngoại thương cũng đã triển khai rất nhiều các hoạt động cho các bạn sinh viên. Trong thời gian sắp tới thì có rất nhiều các hoạt động nữa để bổ sung cho cái không gian sáng tạo số này. Ví dụ như là sẽ đưa vào đây một số các ứng dụng trò chơi mô phỏng về đấu trường tài chính, rồi là ứng dụng về chuyển tiền cá nhân, một số các cái ứng dụng khác. Ngoài ra thì khoa tài chính ngân hàng Đại học Ngoại thương cũng đang phối hợp với MB để xây dựng các cái bài tập tình huống về quy trình thẩm định tín dụng, về cái quy trình tín dụng cũng như là tài chính cá nhân. Thì qua những cái bài tập tình huống như vậy thì sẽ giúp cho bạn sinh viên gắn kết hơn được với thực tiễn và cũng sẽ có sử dụng một số các cái công nghệ, ví dụ như AI chẳng hạn. Chúng tôi muốn khẳng định rằng là hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp có vai trò vô cùng quan trọng trong việc tạo lập hệ sinh thái giáo dục đào tạo đổi mới sáng tạo của các trường đại học, trong đó thì có Trường Đại học Ngoại thương của chúng tôi. Và không gian sáng tạo số Digital Hub là một trong những cái sản phẩm đầu tiên trong cái việc thực hiện cái mối quan hệ hợp tác này giữa trường và MB. Và thông qua không gian này thì các em sinh viên có thể phát huy trí sáng tạo của mình, không chỉ là được học tập nghiên cứu các môn về tài chính, về fintech, mà đây là không gian để mở cho tất cả các lĩnh vực khác liên quan tới AI, liên quan tới coding và liên quan tới cái khởi nghiệp sáng tạo của em sinh viên của Trường Đại học Ngoại thương. Chúng tôi cũng mong muốn là mở ra cho cả sinh viên ở các trường khác thông qua những cái cuộc thi, thông qua những kiểu phát huy ý tưởng của các em sinh viên. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, trong đó giáo dục và đào tạo là một trong 8 lĩnh vực được ưu tiên hàng đầu trong triển khai thực hiện. Sự chủ động và quyết tâm chuyển đổi số của các trường đại học sẽ giúp mục tiêu của ngành giáo dục là cố gắng phấn đấu để Việt Nam trở thành một trong những quốc gia hàng đầu về chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo sớm về đích. Làm tốt chuyển đổi số không chỉ giúp nâng cao chất lượng giáo dục, mà quan trọng hơn là góp phần nâng cao năng suất lao động, tạo cơ hội lớn để Việt Nam hội nhập quốc tế.